Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái sanh chỉnh hình thể, và mình cũng chia sẻ các bạn cái cách chúng ta để sử dụng cái bộ sanh mà hình tiệc mà mình mới update lên á. Nếu các bạn nào mà đã tải rồi thì có thể truy cập vào đường link để update thêm một số cái cách mình hướng dẫn trên cái sanh chỉnh hình tiệc và hình thể nha. Rồi ok, thì đây là cái bộ sanh mình sẽ chia sẻ tới các bạn, là cái hình này nó rất là đục nè, là mờ nha, xấu nữa. Nên cái action trong sáng và đẹp á, thì ở đây mình có ghi là mẫu mẫu trong sáng nè, sẽ giúp các bạn xử lý cái file ảnh mà đục mà mờ như thế này. Rồi ok, thì đây là cái hình thể dạng 23 nha, nên mình sẽ góp khổ 23. Cái này mình chỉnh, mình cho file y mẫu. Thì cái action này á, các bạn chỉ cần nhấn like thôi, nó sẽ tự động nó chỉnh cho mình nha. Thì cái xanh này sử dụng trên tất cả các phiên bản của Photoshop, nên các bạn có thể tải về hoàn toàn miễn phí và load ra. Load ra thì các bạn nhớ load ra bằng cái load action nè. Nó rất là dễ nha. Các bạn vào, chỉ cần các bạn vào action các bạn load được. Thì các bạn vào Windows, chọn action. Rồi các bạn qua đây các bạn load ra nha. Nếu bạn nào chưa biết, bạn nào biết rồi thì rất dễ rồi ha. Thì trên màn hình các bạn thấy khi mà cái action của mình nó chạy thì nó sẽ giúp cái tấm ảnh của mình nó trong lên nè. Mình góp khổ rồi. Rồi ok, thì nhiệm vụ còn lại là mình chỉ việc này mình góp khổ 23 đi. Ảnh này khá lớn. Rồi cái nhiệm vụ còn lại là rất đơn giản ha. Các bạn thấy do tấm ảnh này chụp bằng điện thoại nên rất là mờ. Chúng ta chỉ cần chỉnh cái phần tóc này nè, cho nó đậm xuống là được rồi. Do cái ảnh nó mờ chứ không phải là do mình chỉnh nó quá xấu ha. Ảnh mờ. Rồi cái nhăn nhăn này nè, các bạn có thể dùng phần mềm nha. Nếu các bạn nào chưa tải thì mình sẽ để link cho các bạn tải những cái phần mềm này về. Nanimate, Photoshop và Kinfiner. Thì thường thì mình sẽ dùng Nanimate cho nó mịn hơn. Còn những phần mềm khác chỉ có thể là áp dụng cho cái ảnh chân dung thôi. Đó, thì các bạn thấy khi mà phần mềm nấy may nó đưa lên đó, thì ảnh nó mịn màng rồi, phải không? Rất đơn giản nha. Đó. Nếu các bạn không thích mịn thì các bạn có thể giảm lại nha. Ở đây mình sẽ chạy mịn như thế này là cái tấm ảnh của mình đã được 7% rồi. Nhiệm vụ còn lại là chỉ việc mình chỉnh cái màu cho nó đều lại và tút sơ thôi. Thì ảnh lẻ thì bây giờ nhu cầu của người ta cũng rất là cao ha, sử dụng phải đẹp đẽ. Cái này thường cái này mình giao ảnh cho cơ quan á, nên cơ quan làm giao file không à. Mình chỉnh xong mình giao file online đó. Đơn giản ha. Rồi tương tự như vậy thì cái tấm ảnh này ha, mình sẽ làm cho các bạn xem khổ 23. Mình sẽ chụp lại mẫu trước khi chạy xanh ha. Giờ mình sẽ chạy xanh cho các bạn xem nha. Thì action mình chia sẻ thì các bạn cứ load về sử dụng thôi. Nhấn like. Các bạn có thể tự tạo phím tắt cho mình nha. Các bạn cứ duplicate vào cái action và tạo phím tắt thôi. Rất đơn giản ha. Đó. Tấm ảnh chạy xanh trong sáng. Thì hình nó mù á, thì các bạn cứ gạch lại thôi cho nó trong thôi. Cái này chỉnh rất đơn giản. Các bạn để ý chút là được, hoặc là các bạn chỉnh theo cách của các bạn để làm trong hình lên là được. Rồi mình sẽ tạo cái phím tắt chạy da thôi, những phím tắt là xong. Các bạn thông cảm nha, mình ho nên mình nói giọng nó hơi khác chút. Rồi chủ yếu là nội dung mình chia sẻ thôi, còn cái giọng nói nó có thay đổi chút thì cũng thông cảm giùm nha. Dạo này mình thời tiết thay đổi nên rất dễ bị ho. Đó, chỉnh sáng là xong. Dùng bớt mấy tool mình tút nhẹ lại. Thì các bạn thấy cái dạng hình thẻ thì chỉnh vài bước vậy đó. Các bạn nào mà để ý chút thì các bạn chỉnh kỹ hơn nha. Ở đây mình hướng dẫn nhanh cho các bạn áp dụng cái xanh vào thực tế thôi. Chứ thực tế thì mỗi người có một cách chỉnh khác nhau. Nếu các bạn càng kỹ thì sản phẩm của ra càng đẹp thì khách hàng hài lòng thì rất là tốt chứ sao, người ta còn thích nữa. Chỉnh càng kỹ càng tốt. Đó, tấm này thì hình này bắt buộc phải thay phông trắng ở cơ quan, giờ mặc áo sơ mi và thay phông trắng.
coi, tương tự như tấm này mình cũng làm một loạt tấm cho các bạn tham khảo nè, làm đi làm lại mà các bạn xem, các bạn để ý là các bạn sẽ rất là dễ làm ha. Thì các bạn tải cái action về, các bạn nhớ dành một nút một giây để các bạn like video nha, tại vì tải thì lượt tải thì mình thống kê lên tới là 56.000 lượt tải mà chỉ có vài chục lượt like thôi. Nếu vậy thì cái video ít lan tỏa tới nhiều người lắm. Nếu được nhiều người biết tới thì cái action này sử dụng rộng rãi thì khách hàng, cái người mà tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra nó càng đẹp thì rất là tuyệt vời ha. Mình chỉ mong muốn cho tất cả mọi người đều sử dụng những cái gì mà hay ho, chia sẻ rộng rãi thôi. Tinh thần của người Việt Nam mình là giúp đỡ lẫn nhau nha. Mình thì cố gắng tạo ra giá trị để lan tỏa thôi. Sau này mà có rời bỏ thế giới này thì cũng có cái gì đó để lại. Rồi ok, rất đơn giản nha. Các bạn muốn đẹp nữa, các bạn chỉnh môi lên nha. Ở đây hình thể mình dạng mình chỉnh sơ như thế này, rồi mình sẽ chấm lại đẹp hơn. Cái này khổ 23 nên cũng không cần phải chấm nhiều nữa, chủ yếu hình thể mình nếu mình càng kỹ thì khách bây giờ càng thích. Các bạn thấy cái phần mắt bên đây cũng hơi nhỏ nè, chịu khó chút. Ok, hình thể thì các bạn chỉ cần sở hữu một cái xanh này thôi. Ngoài ra thì cái bộ action này á, các bạn để ý là mình kèm theo một cái action là chỉnh nâng sáng đều nữa nha. Nếu các bạn nào mà chưa tải thì các bạn sẽ tải kèm theo cái bộ action update này về nha. Nó có nâng sáng đều nè. Nâng sáng đều thì cái action hình tiền mình đã hướng dẫn rồi. Nhưng mà đối với cái action, cái hình thể này thì chúng ta không cần nâng sáng đều thì nó quá mù ha. Mình sẵn mình nói rõ luôn, mà chịu khó để ý nha. Còn cái action mà chỉnh cái hình mà tiếng bts.com cái màu hồng phấn đẹp nè thì các bạn sử dụng cho action hình tiệc nha. Hình tiệc thì phải màu phải tương đối trong sáng thì chúng ta mới ra được cái màu đẹp. Còn đối với cái hình thẻ này á, các bạn sử dụng hình chụp điện thoại á, các bạn cứ sử dụng cái action mà màu trong sáng cho mình, còn cái xanh mà đẹp á, thì các bạn sử dụng cho hình tiệc nha. Mình hướng dẫn chi tiết. Nó các bạn thấy cái xanh mà màu đẹp hình chỉnh hình tiệc á, thì chỉnh hình thẻ nó sẽ không có dính dáng vào đâu á, do mình không có tối ưu cái phần trong sáng. Còn trong sáng á, thì các bạn cứ việc nhấn like thôi là nó sẽ trong sáng lên. Có hai dạng nha, chỉ hai cái xanh này thôi các bạn. Nếu để ý biến quá thành nhiều theo cái ý của mình, theo những từng bức ảnh đó, thì bảo đảm các bạn sẽ làm chủ được nó thì các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ giải quyết được tất cả các ảnh. Bạn không cần ben hay tool gì hết. Bạn cứ sử dụng hai cái bộ xanh cơ bản này cho mình. Giờ các bạn thay đổi theo ý của mình nha. Trước mình làm cái xanh, mình làm cái video để làm chủ xanh đó. Các bạn nếu chưa xem đó, thì xem lại cái cách mình hướng dẫn rất là chi tiết. Các bạn nào không rõ nữa thì các bạn để lại comment đi, mình sẽ làm video chi tiết để mình hướng dẫn hơn. Tại vì cái phần mà làm chủ được cái action rất là quan trọng để giúp cho mình có thể thay đổi theo ý của mình. Và đặc biệt hơn là các bạn phải tự làm chủ cái những cái tài liệu mà mình lấy về, mình phải làm chủ nó chứ mình không có theo ý của mình được. Thì mình thì nhiệm vụ của mình là chia sẻ, còn các bạn lấy về các bạn làm chủ được thì đó là điều rất là tuyệt vời nha. Nói chung là tuyệt vời lắm nếu như mà các bạn làm chủ được mọi thứ trong tay mình không có lệ thuộc vào bất kỳ ai, là điều đó là rất là tốt. Rồi ok, nói chút khác chắc không ai nghe video tới đây thôi, nghe đoạn đầu chắc tắt hết rồi. Nếu ai nghe tới đây thì nhớ cho mình comment và một like nha. Rồi xem lại xong, giờ mình sẽ thay cái áo của cái người này và thay phông trắng. Thì bây giờ phần mềm giúp mình làm khá là nhanh nha. Mình chọn Select Object, Select Mask. Ok, Feeder thì các bạn chọn thấp thôi, do độ phân giải thấp. Ok, nó sẽ tự động tách phông cho mình ha. Mình sẽ đổ nền trắng vào. Bạn thông cảm nha, hơi bị ho. Rồi,
thay phong trắng thôi, có cái thay áo sơ mi trắng, rồi mình sẽ cái áo sơ mi trắng vào áo sát cổ đi. Rồi khúc này thì rất đơn giản ha, ai các bạn có thể bỏ qua cái khúc sau này cũng được, gạt rất là nhanh. Rồi đây là cái nội dung mà mình chia sẻ trong cái video ngắn này, mình hy vọng là sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cách sử dụng cái action trong mọi trường hợp ha, và đặc biệt hơn là có thể giúp cho các bạn làm được những cái tấm ảnh đẹp mà không cần phải biết Photoshop nhiều đâu. Chỉ cần các bạn không hiểu thì các bạn xem đi xem lại cái video mình chia sẻ thì được rồi, không cần phải giỏi lắm đâu. Còn các bạn giỏi các bạn phải tự học, cái đó là điều đương nhiên rồi. Cái gì mình thích mà mình học là rất là tuyệt vời. Nay mình chủ yếu là mình tự học thôi, cái gì mình thích là mình tìm hiểu tới bến luôn các bạn. Còn cái nào mà mình không thích rồi mình chỉ muốn biết chơi chơi thì chỉ ngó qua rồi tìm hiểu thì không có đi tới đâu đó. Rồi ok, xong ha. Mảnh này thì chạy cái nét mè nữa là nó mượt hình lại liền à, do cái ảnh nó tùm lum màu hết. Rồi xong rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.